Chào mừng quý vị đến với hành trình khám phá thú vị về những sự kiện kỳ diệu và sâu sắc xoay quanh chủ đề Thượng Đế và những mối liên kết với loài người. Trong thời kỳ từ năm 2000 đến năm 2334, nhân loại sẽ chứng kiến những biến động lớn và những cơ hội đầy hứa hẹn, từ sự phát triển về mặt công nghệ đến những bước tiến trong tâm linh và nhận thức. Chúng ta sẽ khám phá những tên gọi và nghĩa đằng sau mỗi giai đoạn của hành trình này và tìm hiểu về sự tương tác giữa nhân loại và Thượng Đế trong mỗi diễn biến lịch sử. Thời kỳ tiền phán xét. Đây là thời kỳ mà các thiên thần tích cực trợ giúp cho con người rất nhiều việc cụ thể nhằm chuẩn bị cho ngày phán xét. Phán xét cuối cùng là cách nói của con người trong thời kỳ 3D. Trên thực tế, ngày ấy xảy ra không có ai phán xét ai cả. Không có cái gì được gọi là người được tuyển chọn hay không tuyển chọn, nhưng là người đã trải nghiệm đầy đủ và thức tỉnh giác ngộ kịp lúc trong thời kỳ ân điển. Họ sẽ được các thiên thần xúc tiến hiệu chuẩn để trở lại thân phận thần thánh của chính mình. Danh sách những người đủ tiêu chuẩn trở về đã có sẵn trước đó. Trong ngày phán xét, không có ai phán xét ai, không có ai xét tuyển ai. Không có địa ngục, không có hỏa ngục, không có tiếng khóc than. Nhưng ngày đó, mọi việc sẽ diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, ấm áp, tình người và hạnh phúc trọn vẹn. Thời kỳ tiền hội Long Hoa. Thời kỳ này cũng là thời kỳ tiền phán xét. Ngày phán xét cuối cùng là cách gọi của những người phương Tây theo các tôn giáo như Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo. Riêng những người phương Đông theo các tôn giáo như Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hindu giáo và những người không tôn giáo, những người đang theo đuổi tâm linh không gọi là ngày phán xét cuối cùng, mà gọi là ngày hội Long Hoa. Ngày hội Long Hoa còn được hiểu là ngày hội của vua nước trời. Long là rồng, cho vua chúa, hoa là biểu hiện cho vẻ đẹp thiên đàng. Ngày hội Long Hoa là ngày hội của ông vua nước thiên đàng. Quả thực đó là ngày hội trên trái đất, ngày hội của thiên hà, ngày hội của vũ trụ. Thời kỳ tiếp nhận ánh sáng. Trước đây 2000 năm, Đức Chúa giáng thế khởi đầu cho thời kỳ khai sáng. Trọng tâm sứ mệnh của Chúa Giêsu trong những ngày tại thế là tiết lộ một phần sự thật về Thiên Chúa và nước trời, nhằm khai mở cho con người hiểu biết về Thượng Đế và nước trời. Tiếp theo thời kỳ khai sáng là thời kỳ tiếp nhận ánh sáng. Thời kỳ này bắt đầu từ năm 2000, quá trình chuyển đổi là 12 năm, kéo dài đến ngày phán xét. Năm 2012 đi vào chính thức. Trong thời kỳ này, Thượng Đế sẽ tiết lộ gần toàn bộ sự thật về thế giới tâm linh và nước trời, tiết lộ thân phận và mục đích của con người, tiết lộ ngày phán xét và nhiều sự thật khác nhằm giúp con người có ý thức giác ngộ và chuẩn bị tâm lý cho ngày trở về. Trong thời kỳ tiếp nhận ánh sáng, các thiên thần sẽ lần lượt từng đợt hiệu chỉnh cho tất cả những người có ý thức giác ngộ tâm linh, nhằm giúp họ câu thông, giao tiếp với các thế lực tâm linh trong vũ trụ, nhằm giúp họ tiếp nhận được tri thức ánh sáng tâm linh để thực hiện việc phục vụ cộng đồng những người trái đất chưa thức tỉnh. Từ năm 2012 cho ngày phán xét xảy ra, các thiên thần sẽ lần lượt trợ giúp cho con người sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất trong vũ trụ, trợ giúp con người đi dần vào một chính phủ duy nhất toàn cầu, trợ giúp con người tìm kiếm nguồn năng lượng thật sự dồi dào, không gây ô nhiễm nhằm thay thế nguồn nhiên liệu hóa thạch và năng lượng nguyên tử nguy hiểm. Trợ giúp con người làm chủ được các quy luật vận hành của trái đất, làm chủ thời tiết và khí hậu trên phạm vi toàn cầu. Trợ giúp con người tìm ra những vật liệu và công nghệ xây dựng hoàn hảo nhất nhằm giúp loài người sở hữu những thành phố, môi trường xanh sạch đẹp nhất và những ngôi nhà đẹp, tiện nghi nhất nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Trong thời kỳ này, con người sẽ phá bỏ đi rất nhiều thành phố, nhiều tòa nhà không còn phù hợp với cuộc sống trong thời đại mới. Đây là thời kỳ con người tiếp nhận ánh sáng tri thức từ thế giới của Thượng Đế. Trong thời kỳ này, các thiên thần sẽ trợ giúp cho con người tận tâm, tận lực để trái đất trở thành một nền văn minh xấp xỉ với các nền văn minh tiến hóa cao trong vũ trụ. Thời kỳ ân điển. Trong những thời kỳ trước của nhân loại, mọi sự kiện không phải do Thượng Đế ban thưởng hay trừng phạt, mà là kết quả của luật nhân quả và luật vô vi tác động. Tuy nhiên, từ lúc này trở đi, luật ân điển của Thượng Đế sẽ lan rộng khắp nơi trên thế giới. Trải qua thời kỳ này, con người sẽ nhận được những điều mà họ cầu xin từ Thượng Đế thông qua lòng thành kính và biết ơn. Sự bình an tâm hồn và vật chất sẽ đến với những người sống hướng thiện, yêu thương và hành động từ bi. Luật ân điển này mở ra cơ hội cho những người gặp khó khăn có thể thay đổi cuộc sống của họ trong kiếp này thông qua những hành động và suy nghĩ thiện lành. Đây là giai đoạn mà con người sẽ ý thức được mục đích thực sự của cuộc sống và có động lực để thay đổi bản thân. Mặc dù một số người có thể gặp khó khăn trong việc cầu nguyện do những gánh nặng từ kiếp trước, nhưng trong thời kỳ ân điển này,
cầu nguyện sẽ có hiệu quả nhanh chóng. Đừng bao giờ mất đi niềm tin, vì luật ân điển sẽ giúp chúng ta tiếp nhận những điều tốt lành vào thời điểm phù hợp nhất. Trong thời kỳ ân điển, cầu nguyện thật sự có hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên, những ai sinh trước năm 2000 thường gặp khó khăn trong việc này vì họ còn vướng bận bởi nghiệp quả và định mệnh từ tiền kiếp. Những người sinh từ năm 2001 đến 2012 có hiệu quả hơn, nhưng chỉ những người sinh sau ngày 21 tháng 12 năm 2012 mới thực sự không bị ảnh hưởng bởi định mệnh. Dù có thể đôi khi cầu nguyện của chúng ta không được phúc đáp, nhưng đừng bao giờ mất đi niềm tin vào Thượng Đế. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với chúng ta đúng thời điểm. Hãy nhớ rằng sự cầu nguyện của chúng ta là cầu xin từ một đấng cao cả và chúng ta không cần phải ngần ngại hay sợ hãi khi cầu xin. Luật ân điển trợ giúp cho những thân phận thiếu thốn về vật chất nâng cao được cuộc sống. Luật ân điển trợ giúp cho những người giàu có về vật chất có cơ hội trở về dưới mái nhà của Thượng Đế. Luật ân điển trợ giúp cho những linh hồn chưa trải nghiệm đầy đủ tính cách mặt trái của thiên đàng, nhưng thức tỉnh kịp lúc. Thời kỳ hữu vi. Thời kỳ hữu vi bắt đầu từ năm 2000. Đến 2012, luật hữu vi chính thức đi vào đời sống của con người. Trước những năm 2000, Thượng Đế đã áp dụng luật vô vi để cho con người tự do trải nghiệm mọi điều, mọi thứ theo sự chọn lựa của con người. Thượng Đế và các thế lực của thế giới tâm linh không can thiệp vào tự do ý chí của con người. Con người có thể tự do suy nghĩ và hành động theo ý muốn của mình. Thượng Đế và các thiên thần chỉ quan sát và giúp đỡ cho con người trải nghiệm được những gì mà họ đã lựa chọn dựa trên luật nhân quả. Con người có quyền quyết định mọi hành động theo sở thích. Có thể đó là hành động tội ác nhất hay tử bi nhất, vẫn không có ai ngăn cấm, không trừng phạt, không bàn thưởng. Nhưng kể từ năm 2012 trở đi, Thượng Đế sẽ áp dụng luật hữu vi để điều hành và dẫn dắt con người trở về nhà. Vì vậy, trong thời gian này, mọi suy nghĩ và mọi hành động dẫn đến tội ác, dẫn đến xung đột, dẫn đến chiến tranh, dẫn đến áp bức bóc lột, dẫn đến nghèo đói, tất cả đều bị can thiệp. Thời gian từ đây đến ngày phán xét không còn nhiều. Vì vậy, Thượng Đế phải áp dụng luật hữu vi nhằm giúp loài người tiến bộ về mặt tinh thần, văn minh về mặt xã hội để tiến gần với những nền văn minh tiến hóa cao trong vũ trụ. Thượng Đế không áp đặt ý muốn của mình lên tự do ý chí của con người. Việc làm đầu tiên của Thượng Đế trong thời kỳ này là ban rải tri thức, ánh sáng để con người có thể nhận thức sự thật về Thượng Đế và thế giới của con người sau này. Tiếp theo là Thượng Đế kêu gọi mọi người thức tỉnh. Sau cùng, nếu những ai không chấp nhận thức tỉnh, Thượng Đế sẽ can thiệp. Giai đoạn kêu gọi sự thức tỉnh cho con người chỉ diễn ra trong 60 năm một hòa giáp. Sau năm 2072, kể từ năm 2012, những ai không chấp nhận thức tỉnh sẽ không còn cơ hội. Số người này sẽ được Thượng Đế đưa những hành tinh khác để tiếp tục trải nghiệm. Mặc dù trong số họ đã có không ít người trải nghiệm đầy đủ tính cách mặt trái của thiên đàng. 2072 bằng 2 cộng 0 cộng 7 cộng 2 bằng 11. 1-1 là biểu thị kết thúc chia tách nhị nguyên. Sau năm 2072, thời hạn kêu gọi thức tỉnh sẽ kết thúc. Lúc này, các thế lực của Thượng Đế sẽ can thiệp triệt để vào thế giới tiêu cực. Luật hữu vi can thiệp lên những linh hồn không chấp nhận thức tỉnh, cho dù họ đã trải nghiệm đầy đủ tính cách mặt trái của thiên đàng. Thời kỳ bảo bình. Thời kỳ bảo bình cũng bắt đầu từ năm 2000 và vẫn có 12 năm giao điểm. Đến thời điểm này, con người đã tham dự qua rất nhiều trò chơi, chơi giàu có, chơi nghèo hèn, chơi no ấm, chơi đói khổ, chơi quyền thế, chơi thấp hèn, chơi tình thương, chơi tội lỗi, chơi chiến tranh, nhưng chưa chơi trò chơi hòa bình. Vì vậy, trong thời gian này, con người phải tiến hành tập chơi trò chơi hòa bình để hướng đến một nền hòa bình vĩnh cửu trên trái đất chúng ta. Trong mọi trò chơi mà con người tham gia, chiến tranh có lẽ là trò chơi nguy hiểm nhất mà họ từng tạo ra. Tuy nhiên, không phủ nhận rằng chiến tranh cũng là trò chơi đem lại cho con người nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm và cảm xúc nhất hơn tất cả các trò chơi khác. Chiến tranh phản ánh trạng thái bên trong của một cá nhân cũng như của tập thể và của toàn thế giới ra bên ngoài. Nó có nguồn gốc từ nhiều trạng thái tình cảm khác nhau. Đầu tiên là sự sợ hãi khi con người lo sợ thiếu thốn, sợ mất đi, sợ mất lòng tôn trọng của người khác. Tiếp theo là lòng ham muốn, tham lam và tính ích kỷ. Tinh thần tự hào dân tộc cũng là một nguyên nhân lớn khiến cho một dân tộc coi thường những dân tộc khác và tìm cách thống trị họ. Chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa yêu nước thực tế là sự biến tướng của cái tôi cá nhân sang một cái tôi lớn hơn, nhưng vẫn giữ nguyên sự chia rẽ giữa tôi và chúng tôi. Tôn giáo cũng góp phần vào những cuộc thánh chiến khi một số tôn giáo tự cho rằng mình là duy nhất và bắt buộc người khác phải tin theo họ. Sự sợ hãi, lòng tham, tính ích kỷ, tinh thần tự tôn, tinh thần tự hào dân tộc và tôn giáo là những nguyên nhân chính gây ra nhiều cuộc xung đột và chiến tranh trên thế giới.
Trong nhiều ngàn năm qua, con người đã tích cực tham gia rất nhiều vào trò chơi chiến tranh. Cái giá mà con người phải trả, cái mà con người kinh nghiệm được trong trò chơi chiến tranh là tốt hay xấu, là đúng hay sai, giờ chúng ta không cần phán xét, vì tất cả mọi thứ còn lại chỉ là ký ức. Điều quan trọng hơn để chúng ta biết là hiện nay con người đang sống trong thời kỳ bảo bình. Vì vậy, trong tương lai gần, Thượng Đế sẽ không chấp nhận và không cho phép chiến tranh tiếp tục xảy ra trên trái đất. Sau thập niên 30 của thế kỷ 21, các thế lực tâm linh sẽ can thiệp mạnh mẽ nên sẽ không còn đất sống cho chiến tranh. Trò chơi chiến tranh phải được kết thúc vĩnh viễn trên trái đất. Trong những năm đầu của thời kỳ bảo bình, các thế lực của Thượng Đế đã tham gia bảo trợ cho an bình nhân loại và sẽ tiếp tục bảo trợ cho hòa bình thế giới, cho đến khi có được một nền hòa bình trọn vẹn. Trong thời kỳ này, không có một con người nào, một thế lực nào, một quốc gia nào, một tổ chức nào còn có cơ hội tiến hành chiến tranh. Đây là thời kỳ bảo bình và cũng là thời kỳ hữu vi. Vì vậy, các thế lực của Thượng Đế sẽ can thiệp triệt để và trực tiếp vào những ai, những tổ chức nào hay quốc gia nào có ý định xúc tiến xung đột, chiến tranh. Con người phải tự thức tỉnh và ý thức mình là ai. Và để có được sự thức tỉnh hoàn toàn, để có được đời sống thiên đàng, để trở về dưới mái nhà của Thượng Đế, con người phải tự nguyện từ bỏ tham vọng thống trị bá quyền, từ bỏ ham muốn về những chế độ độc tài chuyên chế, từ bỏ chế độ cai trị áp bức bóc lột, từ bỏ những tham vọng chiến tranh để trở thành bá chủ. Trường hợp con người không có được ý thức giác ngộ để trở về, các thế lực của Thượng Đế sẽ can thiệp trực tiếp vào ý chí của họ để chấm dứt mọi ý đồ đen tối đang hình thành trong tâm trí họ. Và biện pháp tiếp theo là đưa họ đến với cái chết, và cuối cùng đưa những linh hồn này đến một hành tinh khác, tiếp tục trải nghiệm. Con người sẽ phải tham gia trò chơi hòa bình và thân ái, vì trò chơi xung đột và chiến tranh đã không còn được Thượng Đế cấp phép nữa. Nếu con người vẫn tiếp tục có suy nghĩ và hành động về trò chơi chiến tranh là đi ngược lại xu thế chung của thời đại và ý muốn của Thượng Đế. Trò chơi là trời cho, trời không cho, trò không chơi. Đúng là trong thời đại này, chúng ta không nên chơi những trò chơi nguy hiểm chết người như trò chơi chiến tranh. Thời đại mới, con người phải chấp nhận từ bỏ xung đột và chiến tranh vì ba lý do. Thứ nhất, tiến hành xung đột gây ra chiến tranh là không còn cần thiết cho sự trải nghiệm tích cực. Các cảm xúc do chiến tranh gây ra không còn có lợi về mặt tâm linh và đời sống cho con người trong thời kỳ bảo bình. Thứ hai, chiến tranh xảy ra trong thời điểm này sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình trở lại thân phận thần thánh của toàn bộ loài người, vì thời gian còn lại cho những trải nghiệm tích cực là không nhiều. Thứ ba, nếu Thượng Đế vẫn cho phép chiến tranh tiếp tục xảy ra trong thời gian này sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch mà Ngài sắp đặt cho loài người. Thượng Đế không áp đặt ý muốn của mình lên tự do ý chí con người. Trong giai đoạn này, Thượng Đế cho phép con người được quyền tự do lựa chọn một trong hai con đường. Con đường thứ nhất là tự thức tỉnh giác ngộ để trải nghiệm những trò chơi tích cực còn lại và khi thời gian đến sẽ quay về dưới mái nhà của Thượng Đế. Con đường thứ hai, nếu ai vẫn tiếp tục ham muốn đời sống tiêu cực trần gian, không chấp nhận thức tỉnh, họ sẽ phải đi đến những hành tinh mới như trái đất của chúng ta trước đây gần 12.000 năm để tiếp tục trải nghiệm chọn lựa của mình. Là thời kỳ bảo bình, chắc chắn các thế lực tâm linh sẽ bảo trợ hòa bình cho trái đất. Nhưng con người sớm muốn có hòa bình, mọi người phải tự ý thức sống hòa bình từ trong nội tâm của chính mỗi người, cư xử thân ái, ôn hòa, yêu thương, và cầu nguyện Thượng Đế hãy đem hòa bình đến cho nhân loại. Hòa bình sẽ có ngay tức thì. Thanh toán bù trừ. Thanh toán bù trừ không đại diện cho một thời kỳ, nhưng là luật bù trừ. Trong thời kỳ này, các thế lực tâm linh sẽ vận dụng luật nhân quả, luật ân điển và luật hữu vi để vận hành luật bù trừ. Thượng Đế ứng dụng luật thanh toán luật bù trừ nhằm tái cân bằng mọi sự việc còn nhiều bất cập đã và đang xảy ra trên trái đất. Từ nay cho đến ngày phán xét, các thế lực của Thượng Đế sẽ can thiệp tái phân phối và điều tiết mọi thứ, từ tri thức ánh sáng cho đến thời tiết, khí hậu, quyền lực, tài nguyên trái đất, của cải của loài người. Phân phối lại toàn bộ mọi thứ, từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi nhiều đến nơi ít, từ người này sang người khác, từ vùng này sang vùng khác, từ nước này sang nước kia. Luật bù trừ của Thượng Đế sẽ giúp cho mọi người trên hành tinh có được một đời sống đầy đủ, tốt đẹp và cân bằng hơn. Nói như vậy không có nghĩa là trước đây, khi chưa áp dụng luật bù trừ, Thượng Đế đối xử thiên vị, thiếu công bằng với con người. Thượng Đế luôn yêu thương và hành xử tuyệt đối công bằng với tất cả mọi linh hồn. Nhưng trong các thời kỳ trước là thời gian con người trải nghiệm mặt trái thiên đàng, trải nghiệm tiêu cực. Vì vậy, Thượng Đế đã áp dụng luật định mệnh, kết hợp với luật nhân quả và luật vô vi, điều hành thế giới. Mọi thứ xảy đến cho con người trước đây là được hay mất, có hoặc không, đều do con người tự quyết định. Nhưng trước đây,
chúng ta không thấy được sự công bình của Thượng Đế vì chúng ta đã quên đi quá khứ và không biết mình đã chọn điều gì trong tiền kiếp. Chúng ta nên hiểu rằng Thượng Đế chỉ là người mang đến thứ mà con người đã chọn lựa theo ý muốn của họ trong tiền kiếp, tuyệt đối công bằng, không thiên vị. Nhưng đó là những việc làm của các thế lực Thượng Đế nhằm thực hiện luật công bằng trong quá trình tiến hóa của nhân loại thời kỳ trước 2012. Ngày nay, thế giới đã bước qua thời kỳ tiếp nhận ánh sáng, ân điển, hữu vi, bảo bình và con người không còn bị luật định mệnh và nghiệp quả chi phối. Vì vậy, Thượng Đế sẽ thực hiện luật công bằng dựa trên luật nhân quả tức thời và luật thanh toán bù trừ trong minh bạch mà con người có thể trông thấy và nhận biết. Những điều liên quan trong thời đại mới. Nhân loại vừa trải qua một thời kỳ quá nhiều đau khổ trong bóng tối và nhờ ơn Thượng Đế, mọi sự đã qua. Giờ là lúc mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng thực ra, trong hiện tại, mọi sự chỉ bắt đầu, bởi thực hiện một kế hoạch dù lớn hay nhỏ đều phải có thời gian và trình tự. Kế hoạch đưa con người trở về nhà của Thượng Đế là một kế hoạch vĩ đại và toàn tri. Vì vậy, mọi việc diễn ra đã nằm trong lộ trình của Ngài. Tôi không bao giờ tin Đức Chúa Trời chơi xúc xắc với thế gian này. Albert Einstein. Vì vậy, những thập niên đầu của thế kỷ 21, chúng ta vẫn phải sẽ còn chứng kiến nhiều bất ổn, nhiều tội ác xảy ra trên thế giới. Chúng ta vẫn còn phải chứng kiến nhiều việc làm gây bất ổn, chia rẽ, xung đột vì tham vọng và lợi ích bởi các tập đoàn cầm quyền tham lam, ích kỷ, tối tăm. Chúng ta còn phải chứng kiến nhiều tiêu cực xảy ra như chiến tranh, xung đột, giết người cướp của, trộm cắp, biển lận, hiếp dâm, bạo hành, đàn áp, v.v. Thời đại mới đã đến, nhưng vẫn còn nhiều tiêu cực xảy ra vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, chúng ta biết rằng từ những năm đầu của thế kỷ 19, dân số thế giới chỉ khoảng 1 tỷ người, nhưng cho đến nay đã lên đến hơn 7 tỷ người. Trong vòng hơn 200 năm, nhưng có đến 6 tỷ linh hồn đến với trái đất đầu thai làm người. Nhưng trong số này, ước chừng đã có đến hơn một nửa là những linh hồn mới, số còn lại là những linh hồn đến từ những hành tinh khác, tiếp tục trải nghiệm. Trải nghiệm là một quá trình dài lâu và gian nan, thông qua rất nhiều kiếp làm người. Số những linh hồn đã trải nghiệm giang dở tới những sự sống đi trước chúng ta đã đến trái đất tiếp tục trải nghiệm là những linh hồn già, có nhiều kinh nghiệm và khôn ngoan. Nhưng với số linh hồn mới, họ chỉ mới trải qua vài ba kiếp làm người nên họ vẫn còn là những linh hồn non trẻ. Thời gian trải nghiệm của họ là chưa nhiều, vì vậy họ sẽ không đủ khôn ngoan để tránh khỏi những suy nghĩ và hành động tiêu cực. Thứ hai, trong thực tại của thế giới, có rất nhiều linh hồn non trẻ đang hiện hữu xung quanh chúng ta và mục đích chính của họ là tìm kiếm những trải nghiệm tiêu cực như thế nào. Tìm kiếm cái mà linh hồn họ đã từng ước muốn trước khi đi đến thế giới này. Nhưng không là tìm kiếm sự thức tỉnh như thế nào? Chúng ta cần ý thức rằng chưa đến lúc để họ tìm kiếm sự thức tỉnh. Nếu muốn, họ cũng sẽ không được các thế lực của Thượng Đế trợ giúp. Sự thức tỉnh của những linh hồn non trẻ sẽ phá hoại mục đích chính của họ và ảnh hưởng đến kế hoạch của Thượng Đế. Chúng ta hãy chấp nhận thực tại và hãy chúc phúc cho họ, nhưng không cần phê phán hay lên án họ, bởi hình ảnh của họ hôm nay cũng chính là hình ảnh của chúng ta trước đây. Những hành động của họ hôm nay cũng là những hành động mà ta đã từng thực hiện trong nhiều kiếp trước. Nếu chúng ta chưa bao giờ hành động trông giống họ, chúng ta sẽ không bao giờ thức tỉnh như hôm nay. Nếu chúng ta chưa học hết các bài học bóng tối, các thế lực tâm linh sẽ không giúp chúng ta học bài học ánh sáng.